Trên màn hình video các bác đang theo dõi đây là em sẽ giới thiệu đến cho bác về một cái mẫu bơm máy rất chi là xịn sò các bác nhé. Đấy, kèm theo linh phụ kiện anh em chơi ý. Ví dụ một số anh em có rất chi là nhiều anh em gọi điện đến hỏi anh ơi có đầu bò không, thì hôm nay đáp ứng cái nhu cầu của anh em, em đã nhập về cho các bác và anh em một cái mẫu đầu bò rất chi là xịn sò các bác nhé. Đấy, đây là mẫu đầu bò top 1 trên thị trường Việt Nam các bạn. Mà trong cái video này em sẽ giới thiệu chi tiết về cái đầu bò và con bơm máy các bác nhé, để các bác cân đối tài chính. Đấy, ví dụ bác nào mà có bơm máy mà nó hỏng đầu bò, nó hơi nhẹ thì mình có thể sửa được, nhưng nó hơi nặng quá các bác mua cái đầu bò mới cho em nhé. Đấy, ngoài ra em sẽ giới thiệu cho bác một con bơm máy đỉnh cao của chất lượng bây giờ các bác nhé. Đấy, thì các bác nào muốn mua hàng có thể vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên của shop để giao dịch thành công và vui vẻ các bác nhé. Đấy, không phải để các bác chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết về cái đầu bò trước nhé. Đây, các bác đang quan sát đây, trên tay em đang cầm con đầu bò này là con đầu bò lớn các bác nhé. Đấy, con này có thể nói là con đầu bò đa năng các bác nhé. Đầu bò đa năng đấy. Đó, các bác lấy thì cái này để em hướng dẫn qua cho các bác nhé. Đấy, cái chỗ này là về để anh em nó xoáy ấy. Em các bác mua ấy, thì em sẽ lắp ráp sẵn như này cho các bác rồi. Đấy, lắp ráp sẵn cho các bác nhé. Đấy, đây về các bác cái chỗ này nhá, chỗ này là các bác xoáy, cái chỗ này là nó có bông lọc bụi hút không khí mà. Các bác xoáy vào đây nhá là ok rồi. Còn cái vị trí này và vị trí bên này là các bác xoáy hai con ốc xả áp cho em. Trên đỉnh này là để đồng hồ ấy, các bác lắp đồng hồ vào đây cho em. Đấy, còn chỗ này là để các bác lắp dây bơm nhá. Đấy, đây là đầu nước vào nước ra các bác. Đấy, con đầu bò đa năng này thì cực kỳ là khỏe luôn các bác. Các bác có thể dùng được cho tất cả các dòng bơm, ví dụ như bơm xi răng xin, bơm con hổ, hoặc những con bơm máy mà các bác đã từng dùng trước đây nhé. Đấy, khi các bác lắp con đầu bò lớn này vào, bơm nó rất là khỏe. Đây, các bác mua nó sẽ có theo một túi răng xin cho cua như này thôi nhé. Đấy, và hai cái phớt bằng giấy thôi nhé, mặt tiếp xúc để các bác lót vào đây giữa đầu bò và cái máy các bác. Đấy, cái này thì ở trong này đã có sẵn trục khuỷu bít tông và ti ở trong này rồi, về các bác chỉ cần nắp vào và các bác chơi thôi các bác. Đấy, rất chi là hay đúng không. Con đầu bò lớn này em bảo đầu bò đa năng nhé, con này gọi là đầu bò đa năng các bác nhé. Đấy, con mẫu này thì hiện tại em đang bán với giá công khai cho anh em nhé, giá thị trường người ta đang bán 1.7.000, 1.8.000, hôm nay em bán cho anh em giá khuyến mại là 1.600.000 các bác nhé. 1.600.000 cái đầu bò đa năng dành cho tất cả các dòng bơm máy, dòng bơm nén khí các bác nhé. Đấy, cái này thì đến nơi các bác được quyền kiểm tra nhé. Các bác em sẽ ship cút sale đây, đến nơi các bác kiểm tra hàng đúng mẫu mã, đúng mẫu tỏa, đúng chất lượng, các bác nhận hàng giúp em nhé. Đấy, vì trước đây nhiều bác là hỏng đầu bò, các bác không mua được đầu bò thay thế. Đấy, thì hôm nay em về cho bác một lô đầu bò rất chi là nhiều để phục vụ anh em nhé. Con này giá công khai cho anh em là 1.600.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác chưa biết sử dụng thì có thể alo lại em sẽ hướng dẫn cho bác. Còn bây giờ em sẽ đi chi tiết về con bơm máy này các bác nhé. Con bơm máy này là một dòng bơm cao cấp. Đấy, đây có thể nói là cây bơm vàng trong làng chơi BCB các bác. Đấy, vì sao lại nói thế thì nói về các chức năng thì em chưa thấy con bơm nào vượt mặt được con bơm này các bác. Đấy, vì sao lại như vậy? Con bơm này thì nó full auto hết các bác nhé. Đấy, con này các bác lưu ý này, đầu bò, ngoài đầu bò ra thì đầu bò nó một là cái điểm nhấn rất chi là nổi bật. Đầu bò lớn, bơm cực kỳ là khỏe các bác nhé, đầm chắc, thể thao. Ngoài ra ở hai bên này nó có hai cái buồng lọc không khí, một cái buồng lọc này lọc hơi nước này, một buồng lọc bên là lọc dầu các bác nhé. Đấy, con này có chế độ tự động ngắt full auto. Ngoài ra nó đến từ một thương hiệu Hyundai. Cái thương hiệu này thì rất chi là nổi tiếng rồi, nó là một thương hiệu toàn cầu các bác. Đấy, nổi tiếng về cái sự bền bỉ theo thời gian và năm tháng đó. Hiện tại con bơm này thì cũng cực kỳ là xịn sò các bác nhé. Đấy, đây có ốc chống cháy nổ này, có ốc chống cháy nổ khi các bác bơm hơi áp cao quá mình quên thì nó có thể rách cái lá gió để nó xả hơi ra qua đây, đảm bảo cho van bình bơm của mình nó được an toàn thôi nhé. Đấy, cái thứ hai nó có chế độ tự động ngắt này, khi các bác điều chỉnh cái kim ở trên này này, ví dụ các bác điều chỉnh kim đến 200 cân thì khi bơm lên mức áp đến 200 cân là nó sẽ tự động dừng lại các bác nhé. Đấy, tự động dừng lại, các bác thấy hay không, quá là hay rồi đúng không. Khi các bác bơm 300 cân thì đến 300 cân nó dừng. Đấy, con bơm này thì bơm cực kỳ là nhanh các bác nhé. Các bác bơm khoảng độ tầm 300 cân thì bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 1 phút rưỡi đến 90 giây là đã được đến 300 cân rồi, khi các bác bơm một cái bình 042 nhé. Đấy,
Còn là khuyến cáo khi các bác sử dụng con bơm này, các bác muốn dùng tốt, dùng bền thì các bác bơm, các bác chuẩn bị một thau nước to cho em, các bác cẩn thận các bác thả một vài viên đá ở đấy để cái đồng hồ báo nhiệt. Đây, ở đây có đồng hồ báo nhiệt. Khi các bác bơm nó không được quá 50 độ C đấy. Đấy, như hôm nay em thấy có một bác khách các bác không biết bơm kiểu gì. Em nhìn thấy cái đồng hồ báo nhiệt lên đến 95 độ C quá. Thế là các bác dùng như thế cực kỳ là nguy hiểm quá. Đấy. Vì cái nhiệt độ của đầu bò này nó lên quá cao thì là ở bên trong này gioăng sim nó sẽ cháy và hỏng hết các bạn. Đấy là những anh em lần đầu và lần đầu chơi, thường thường là những anh em lần đầu chơi bơm máy là hay phạm những cái lỗi sơ đẳng đấy. Đấy. Thì các bác lưu ý, các bác chuẩn bị một thau nước to, các bác thả một ít đá vào cho em xong các bác bơm nhé. Thì không bao giờ cái nhiệt độ này nó lên được quá 50 độ. Còn nếu các bác không cho nước vào thì các bác bơm nó sẽ hút nước làm mát đẩy qua đầu bò. Nhiệt độ nó vẫn làm mát nhưng nhiệt độ nó vẫn lên. Khi đấy lên đến 50 độ C hoặc 55 độ thì các bác cho máy dừng lại cho em. Đấy, còn nếu các bác không muốn dừng lại, các bác cho đá vào các bác bơm. Phát một là lên đến 300 cân các bác nhé. Các bác không phải tắt máy giữa chừng. Đấy. Con bơm này thì em đánh giá cao, rất chi là cao về chất lượng của dòng bơm này các bạn đấy. Vì con bơm này dùng nó cực kỳ là bền bỉ, nó đang ở top 1 các bác nhé. Đấy, mẫu này thì hiện tại em đang bán giá công khai 4.500.000 các bác nhé. 4.500.000 bao ship tại nhà cho các bác. Mẫu này bảo hành cho anh em thời gian lên đến 12 tháng các bác nhé. 12 tháng cái mẫu này bảo hành cho anh em về động cơ, máy móc, đầu bò các bác nhé. Đấy, bảo hành cho anh em máy móc, động cơ, đầu bò. Con này thì ở trong sẽ quấn dây đồng các bác, quấn dây đồng, đồng đỏ nguyên chất, động cơ con này là 3 kg. Con này là full automatic Hyundai Sealand này. Đấy. Cái này cái biểu tượng này là nó thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên liệu các bác. Đấy, tiết kiệm điện. Đó. Khi các bác bơm những con bơm máy này thì em lưu ý cho các bác hãy dùng cái nguồn điện lúc thời điểm khỏe nhất các bác nhé. Đấy, còn nắm bác ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới hải đảo ấy thì điện nắm nơi nó vẫn còn yếu, các bác bơm điện yếu thì nó rất chi là hại máy, và yếu quá thì bật máy nó còn không thể chạy được các bác. Đấy, nhiều trường hợp em cũng gặp như thế rồi, nên em khuyến cáo các bác dùng bơm tốt, bơm bền là mình dùng những cái lúc điện khỏe nhất này, mình làm mát cho bơm tốt thì là nó sẽ cực kỳ là khỏe các bác nhé. Đấy, thì ở cái video sau có thời gian dài hơn em sẽ test cho các bác cái chức năng tự động ngắt của con bơm này nhé. Đấy, còn trong video ngày hôm nay chủ yếu là em giới thiệu về cái đầu bò thôi nhé. Đấy, giới thiệu chi tiết cho các bác về cái đầu bò này. Đầu bò đa năng, rất chi là nhiều anh em quan tâm và hỏi cái đầu bò này các bác. Đấy. Hiện tại mẫu đầu bò này giá công khai em đang bán trên thị trường, đang bán cho bác giá dùng thử là 1.600.000 nhé. Trên thị trường người ta đang bán 1.700.000, 1.800.000, hôm nay khuyến mại cho anh em chỉ 1.600.000 thôi. Thì bác nào mua hàng gọi điện đến hai đầu số này của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, có thật sức khỏe dồi dào. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.